Xin chào bà con. Thì hôm nay em hướng dẫn bà con cách mà để cho ốc nó ăn mà lớn nhanh nhất nha bà con. Nhiều bà con thì có nhắn tin cho bên em là hỏi là chúng ta nên cho ăn cái gì để cho ốc nó lớn nhanh. Nhưng bà con thấy không? Ốc của em là bóng sáng không? Lớn tuyệt vời luôn. Thì trước tiên thì để cho ốc lớn nhanh thì bà con đi vớt bèo nha bà con ơi. Đây là bèo cám. Vớt thật nhiều vào. Đấy, bèo cám này là bèo cám sạch nha. Bèo cám sạch có nghĩa là nó ở trong cái ao á, là nó không bị lẫn cái ốc tạp á. Nhiều bà con đi vớt những cái ao mà lẫn cái ốc tạp, đặc biệt là cua vàng á. Vớt vô mà nó lẫn nhiều quá là cho ăn là nó vài bữa là cái bể mình nó toàn ốc cua vàng. Ốc cua vàng nó nhanh lắm. Rồi thì bèo cám xong vô rồi thì chúng ta sẽ cho ăn nha bà con. Cho ăn. Để chúng ta dẹt ra. Bèo cám này thì ở trong cái bèo cám á, nó có cái lượng protein đó là đạm á. Thì cái đạm này đạm thực vật nó là 40%. Như cái đậu nành là đạm của nó là 41%. Như vậy là so sánh gì là bà con biết là cái đạm này rất là nhiều. Nhiều bà con nói là cái bể của em sao mà nó không có thủy sinh. Nói em có thả bèo đó nhưng mà nó ăn hết rồi. Ốc này là chiều. Thường là ban ngày bà con đi tham quan là không thấy bèo, không thấy bèo cho ăn. Là em cho ăn buổi chiều thôi. Chiều em mới cho ăn. Chứ ban ngày thì không cho ăn, ban ngày để cho nó nhìn đói vậy đó. Cứ vào mà buổi chiều thì sẽ giật bèo cám cho nó ăn. Những cái bể 6 mét vuông này em nuôi tới gần 10.000 con á. Một ngày nó ăn rất là nhiều bèo cám. Tầm khoảng 5 ký á. Cứ gãi lên là ăn thôi. Em cho bà con coi. Nào, ốc ăn bèo cám đẹp lắm, bóng sáng tuyệt vời. Thì cái đây cũng cho ăn tiếp. Nói chung là cứ gãi đều qua là được. Vì tóm lại là để ốc lớn nhanh và phát triển tốt thì cho ăn bèo cám nha bà con ơi. Đơn giản vậy thôi chứ không có cho ăn gì cao siêu đâu. Tại vì bèo cám thì nó có lượng đạm thực vật lên tới 40%, 40 đạm. Đấy. Chúng ta cứ bèo cám mà xả xuống thôi chứ đâu có cho ăn gì phức tạp.